vợ chồng tôi cãi nhau vì kế hoạch mua ô tô cũ của Trung Quốc giá 200 triệu đồng. Sau nhiều năm đi làm để dành được một khoản tiền nhỏ khoảng 200 triệu, thì tôi quyết định mua ô tô cũ và nhắm tới một vài thương hiệu ô tô của Trung Quốc. Vì số tiền này thì nếu chọn được xe của Nhật Hàn thì sẽ là những chiếc xe rất nhỏ và đời rất sâu. Tôi năm nay khoảng 30 tuổi, đã lập gia đình được 2 năm và có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Và cả hai vợ chồng thì đều là dân tỉnh lẻ về Hà Nội để lập nghiệp. Chúng tôi thì đang thuê một căn hộ ở khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội với giá là 6 triệu đồng một tháng. Và thu nhập của cả hai vợ chồng mỗi tháng sau khi trừ đi sinh hoạt phí thì để dư ra được khoảng 5 triệu đồng. Và do quê nội và quê ngoại thì đều ở rất xa nên cứ dịp nghỉ lễ hay là lễ Tết thì gia đình chúng tôi phải dậy từ rất sớm để ra bến xe. Việc đi lại thì khá là vất vả, nhất là những khi trời mưa hay là thời tiết vào mùa đông. Và tôi ý rằng ở khu đô thị của mình thì đường khá rộng và người dân cũng rất thoải mái để ô tô mà không mất phí gửi xe. Và sẵn trong tay một khoản tiền tích góp từ trước khi lấy vợ đến nay là hơn 200 triệu đồng thì tôi dự định sẽ mua một chiếc ô tô cũ để dùng khi đi khi gia đình khi cần thiết. Và sau khi có ý định mua ô tô cũ được đưa ra bàn bạc với vợ thì tôi rất vui mừng vì cô ấy cũng đồng tình. Và tôi ngay lập tức lên mạng để đi tìm xe. Và tôi nhận thấy rằng với số tiền 200 triệu đồng thì nếu tìm các dòng xe của Nhật, Hàn, Mỹ thì chỉ mua được những chiếc xe đời rất sâu. Nếu như là số tự động thì sản xuất gần nhất cũng là những năm từ 2000 đến 2005 như là Mazda, Famacy, Chevrolet Vivon hay là Ford Escape. Còn nếu là với ô tô số sàn thì có thể lựa chọn các đời cao hơn từ 2009 đến 2011. Nhưng là chỉ các cái dòng xe rất bé như là Kia Morning, Hyundai Getz hay là Chevrolet Spark. Và xe nhỏ đi về quê xa tầm 300 cây số trở lên thì sẽ rất mệt. Và tình cờ thì tôi tìm thấy một cộng đồng người dùng ô tô Trung Quốc ở trên Facebook. Và bất ngờ hơn là cả trên diễn đàn này thì có rất nhiều người giao bán những mẫu xe như MG, Reuter, Hymer đời từ 2010 đến 2012, giá thì chưa đến 200 triệu đồng và đúng cái tầm tiền mà tôi đang có. Và đáng chú ý thì những chiếc xe này đều trang bị hộp số tự động đi rất nhàn và kích thước xe thì thuộc cỡ B trở lên, thậm chí là có cả những chiếc ô tô 7 chỗ. Và ngay sau đó thì tôi đưa vào tầm ngắm của mình hai chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình. Đó chính là Hymer Prima đời 2012, dáng MPV 7 chỗ, giá chỉ 170 triệu đồng. Và MG3 đời 2012, giá là 180 triệu đồng. Vợ tôi thì nhìn ảnh ở trên Facebook thì cũng rất thích, khen đẹp mà giá lại quá rẻ. Tuy nhiên khi cô ấy biết đây là xe sản xuất ở Trung Quốc thì thái độ quay ngoắt 180 độ. Và vợ tôi cho rằng mua xe Trung Quốc thì không an toàn, mất giá và nhanh hỏng. Và thậm chí cô ấy còn lấy ví dụ minh họa là chiếc Dream Tàu nhà ông chú cô ấy mua hồi năm 2001 và đi sau hơn 3 năm thì đã sập sệ, còn khiến cho ông chú bị tai nạn gãy răng, đến giờ thì ông vẫn phải dùng răng giả. Và bất chấp việc tôi cố thuyết phục rằng đã tham khảo rất nhiều người dùng trên các diễn đàn về kỹ thuật và những chiếc xe này liên hạn còn rất mới, đồ thay rất dễ và tìm rất rẻ. Hơn nữa thì công nghệ ô tô khác rất nhiều so với xe máy nên không đáng lo. Vợ chồng tôi thì vẫn không tìm được tiếng nói chung. Và ý cô ấy nhất quyết rằng thà mua xe mới như là Kia Morning, Total Wigo trả góp còn hơn là đi mua ô tô tàu. Tôi thì bảo lưu quan điểm không mua xe trả góp vì thời gian trả dài sẽ tới vài năm, sẽ khiến cho chất lượng cuộc sống giảm đi. Hơn nữa thì xe mới sẽ phát sinh rất nhiều như là chi phí gửi xe, bảo dưỡng hay là làm đẹp. Và chính vì tranh cãi như vậy mà vợ chồng tôi hùng hoảng mất cả tuần. Và điều đó khiến tôi cảm thấy rất chán nản và dần cảm thấy không còn hứng thú với việc mua ô tô như hiện tại nữa. Và có lẽ tôi sẽ tiết kiệm thêm tiền một thời gian rồi sẽ mua một chiếc xe Nhật Bản hay là Hàn Quốc như đúng ý muốn của vợ tôi. Có nên mua ô tô của Trung Quốc hay không? Và những ưu nhược điểm khi mua xe hơi của Trung Quốc. Tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây thì những hãng xe nổi tiếng đã được du nhập và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía khách hàng. Và trong đó có những hãng xe đến từ Trung Quốc được quan tâm rất nhiều. Và so với các dòng xe nổi tiếng thì xe ô tô Trung Quốc lại có giá bán rất mềm và được trang bị tốt hơn hẳn so với các đối thủ khác như là xe Nhật hay là xe Hàn cùng với hãng. Và rầm rộ hay âm thầm giới thiệu tại thị trường Việt Nam
thì đa phần các dòng xe ô tô của Trung Quốc thì đều biến mất một cách lặng lẽ và để lại sự hụt hẫng cho những người chót tin tưởng mua xe ô tô này trước đó. Những mẫu xe đến từ đất nước Trung Quốc như là BYD Q7, BYD X55, Reuters Z8, Orion V7, đối với xe ô tô Trung Quốc thường đến từ những yếu tố về giá thấp, tìm kiếm trải nghiệm trang bị cao cấp và tin tưởng chất lượng xe sẽ phát triển theo sự phát triển của công nghiệp ô tô Trung Quốc. Và hơn nữa thì những dòng xe ô tô đến từ Trung Quốc sẽ có những ưu điểm và nhược điểm để khiến dòng xe của Trung Quốc trở nên thầm lặng hơn. Và câu hỏi rất nhiều người đặt ra là tại sao không nên mua xe ô tô của Trung Quốc? Xe ô tô Trung Quốc hầu hết có kiểu dáng hết sức bắt mắt, lại được quảng cáo sử dụng động cơ của các hãng Mỹ, Nhật, Đức. Nhưng những câu chuyện đó có nói lên việc động cơ có đúng của chính hãng hay là không nên mua xe của ô tô Trung Quốc vẫn được rất nhiều người tiêu dùng đặt ra do vấn đề lo ngại về chất lượng của xe ô tô. Và khác với cách tiếp cận thị trường trước đây, thì thời gian gần đây các hãng xe của Trung Quốc sử dụng các phương khách hoàn toàn khác nhau, như là không bắt tay liên doanh tại Việt Nam mà nhập rất nhiều mẫu nguyên trước với mẫu hóa hết sức đẹp mắt nhằm thuyết phục một lần nữa người Việt Nam mua xe của Trung Quốc. Và thay vào đó, thay vì xu hướng xe Trung Quốc liên danh với các hãng xe tại Việt Nam như trước đây, thì xe Trung Quốc được nhập về rất nhiều cách. Các thương hiệu như là BYD, Haima, Reuters hay là Geely đã đẩy vào Việt Nam rất nhiều mẫu xe 4 chỗ, 7 chỗ hay là SUV mới toành. Và các mẫu xe này có mẫu mã cực kỳ bắt mắt mà giá chỉ bằng 1/3 đối với các mức xe của xe Hàn Quốc hay xe Nhật Bản, đồng thời có các option đầy đủ và thỏa mãn cho các dân chơi xe. Tuy nhiên thì những nỗ lực và thành công không hẳn là câu chuyện nhân quả, bởi sự rút chạy âm thầm của hàng loạt các liên doanh xe hơi Trung Quốc tại Việt Nam, họ đã để lại vết thương lòng và là bài học xương máu cho rất nhiều người có ý định mua xe hơi của Trung Quốc mới. Và sau những giai đoạn hoàng kim ngắn ngủi thì cơn sốt ô tô Trung Quốc nhanh chóng hạ nhiệt. Chất lượng và độ bền là nguyên nhân chính yếu khiến cho người tiêu dùng Việt Nam quay lưng với xe ô tô của Trung Quốc. Và sau đây chúng ta cùng phân tích những ưu nhược điểm của xe ô tô Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên là ưu điểm của xe ô tô Trung Quốc. Thứ nhất là giá bán rất thấp. Ở cùng phân khúc, kích thước xe và các trang bị động cơ thì các dòng xe ô tô của Trung Quốc có mức giá bán mềm hơn rất nhiều, từ 30-50% so với xe Nhật cùng hạng, trong khi những trang bị tính năng trên xe thì vô cùng hấp dẫn. Và đây chính là yếu tố giúp xe của Trung Quốc thu hút rất nhiều người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Kiểu dáng đẹp mắt và hết sức thời trang. Từ việc sao chép hoàn toàn thiết kế của các thương hiệu ô tô nổi tiếng thì nhiều dòng xe ô tô của Trung Quốc dần dần đã có điểm nhận diện thương hiệu ở thiết kế xe và được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Và sự kết hợp thiết kế xe cùng với miệng tay áp vào các công nghệ đã giúp cho các dòng xe Trung Quốc đẹp và ấn tượng hơn. Mặc dù vậy thì với một mẫu xe ô tô Trung Quốc mới ra mắt tại thị trường thì người dùng vẫn dễ dàng nhận ra những chi tiết góp nhặt từ các mẫu xe hạng sang. Nhiều mẫu xe của Trung Quốc tại Việt Nam chỉ cần thay đổi logo và lưới tản nhiệt xe sang thì rất nhiều người lầm tưởng đó là những mẫu xe sang vài trăm tỷ đồng. Đặc điểm thứ ba của xe Trung Quốc đó chính là trang bị tiện nghi hấp dẫn và phong cách rất xe rất sang và trang bị an toàn hiện đại. Và không thể phủ nhận đồ dùng công nghệ của Trung Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ và có giá thành cạnh tranh hơn. Và việc áp dụng nhiều trang bị công nghệ và tiện nghi hấp dẫn trên xe ô tô của Trung Quốc khiến rất nhiều người choáng ngợp khi so sánh với xe của Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Phụ tùng thay thế thì giá cũng rất rẻ. Cùng với mức giá bán xe rẻ thì phụ tùng thay thế của xe Trung Quốc cũng có giá thành cực kỳ rẻ và thường là có sẵn, và thời gian đặt hàng thì cũng khá là nhanh. Những nhược điểm của xe ô tô Trung Quốc. Đầu tiên đó chính là xe Trung Quốc. Quan niệm sản phẩm đến từ Trung Quốc thường kém bền là yếu tố chính khiến cho rất nhiều người loại ngay các mẫu xe này khi có ý định mua xe mới. Với những đồ dùng gia dụng rẻ tiền thì người dùng có thể chấp nhận thiết kế đẹp và công năng tốt mà bỏ qua các yếu tố về độ bền. Nhưng đối với dòng xe ô tô có giá trị cao thì việc bỏ ra số tiền lớn để sở hữu một mẫu xe mà độ bền bỉ, tính tin cậy vẫn là dấu hỏi lớn thì đây có thể xem là yếu tố mua xe quyết định rất mạo hiểm. Tính đặc trưng thiết kế của nhiều xe không có và là sao chép của bản thiết kế xe khác. Xe Trung Quốc có thiết kế đẹp, nhưng việc sao chép quá nhiều từ xe sang khiến rất nhiều người tiêu dùng không cảm thấy có thiện cảm. Đặc biệt với những người yêu thích tìm hiểu về ô tô, xe Trung Quốc thường có những hư hỏng vặt và tính tin cậy rất thấp. Trang bị nhiều tính năng công nghệ cao cấp, nhưng tính tin cậy lại thấp, xe rất dễ hư hỏng vặt. Cùng với những lo ngại xe hư hỏng bất ngờ khi đang di chuyển trên đường, gây mất an toàn khi lưu thông,
cũng chính là yếu tố khiến cho người tiêu dùng không quá hào hứng với xe ô tô của Trung Quốc. Độ bền xe rất thấp, đi kèm với mức giá bán thấp là công nghệ vật liệu cấu tạo và độ hoàn thiện của sản phẩm xe Trung Quốc không được đánh giá cao bằng xe Nhật hay là xe Hàn. Và độ bền của xe thì cũng vô cùng thấp. Xe bị mất giá và nhiều khi không thể bán lại. Các yếu tố xe của Trung Quốc cùng với độ bền thấp, kiểu dáng sao chép, rất dễ lỗi thời, khiến cho mức giá bán lại của xe ô tô Trung Quốc mất giá rất mạnh sau khi mua mới. Hệ thống phân phối đại lý còn rất ít, hệ thống phân phối xe cũng rất ít, cũng như các gara không chuyên sửa chữa xe của Trung Quốc cũng là điểm rất bất tiện cho những người đang sở hữu hay là sử dụng những chiếc xe cổ đến từ Trung Quốc. Và không riêng về những ưu nhược điểm mà xe ô tô Trung Quốc bị loại bỏ, ngoài ra còn rất nhiều các lý do khác như được mệnh danh là lò sản xuất của các thương hiệu nhái. Từ một chiếc điện thoại nhỏ bé đến vũ khí quân sự cỡ lớn đều trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của các cơ sở sao chép. Vậy nên, thì ô tô của Trung Quốc thì cũng không phải là ngoại lệ.